Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Câu chuyện ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến tác phẩm Lặng lẽ Sapa của nhà văn Nguyễn Thành Long, có lẽ chúng ta vẫn còn nhớ về những hình ảnh của người kỹ sư khí tượng ở trên trạm khí tượng Hoàng Liên Sơn với những câu chuyện thực tế, giản dị nhưng cũng đầy xúc động. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ có cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ thú vị với một nhân vật đặc biệt, đó chính là bác Nguyễn Văn Ngọ, nguyên là quan trắc viên của trạm khí tượng Hoàng Liên Sơn. Và đây cũng chính là nguyên mẫu trong tác phẩm Lặng lẽ Sapa. Vâng, xin cảm ơn bác đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng cháu ngày hôm nay ạ. Vâng, chào cháu. Chào toàn thể quý vị khán giả. À, vâng, thưa bác, ngày hôm nay ngồi đây thì bác có nhớ là cái thời điểm mà mình còn đang công tác trên trạm khí tượng Hoàng Liên Sơn và gặp gỡ với nhà văn Nguyễn Thành Long như thế nào không ạ? Tôi cái gặp gỡ nhà văn Nguyễn Thành Long cũng là một cái sự tình cờ thôi. Tình cờ trong một cái chuyến đi công tác của nhà văn Nguyễn Thành Long, trong cái đoàn công tác ấy đi có 4 người. Lần thứ nhất thì là có 3 người, nhưng lần sau ấy, đi thì là có cả Xuân Quỳnh, rồi có thêm cả một họa sĩ đưa chung nữa. Thế thì nhà văn Nguyễn Thành Long ấy, đi lại Sapa là cũng phải đến mấy lần. Vâng. Thế rồi là cả chị Xuân Quỳnh nữa. Thế thì nhà văn Nguyễn Thành Long đến đây thì còn có đi thực tế cũng xuống cả Tà Phìn, rồi sang cả Bắc Hà, cả Mường Khương. Ở chỗ nào ông cũng muốn đi để ông tìm hiểu về cái ngành khí tượng. Thế rồi là tìm hiểu về những cái khó khăn ở làm việc ở vùng núi biên giới thì ông viết lên cái chuyện. Khi mà bác gặp gỡ với lại nhà văn Nguyễn Thành Long cũng như là nhà thơ Xuân Quỳnh thời điểm đấy, bác có biết được là mọi người định lên viết một cái bút ký về ngành khí tượng, về bản thân các kỹ sư ở đấy không ạ? Và khi mà được biết là đã có một cái bút ký như thế thì bác có cảm thấy bất ngờ hay không? Cái việc đó là tôi hoàn toàn không biết. Và tất cả các cái anh chị công tác của chúng tôi ấy là cũng không ai biết cả. Chỉ có hàng ngày là nếu mà rỗi rãi thì là cái lúc mà chưa đi làm thì ngồi nói chuyện với nhau một cái bên bếp lửa thôi. Thế thì là có cái chuyện gì thì cùng là nói chuyện với nhau nghe thôi. Và thấy là bảo ông này, các ông này là ông ấy đi, ông ấy sáng tác bài thơ văn thì kể cả nhà thơ Yến Lan là cụ già rồi mà cũng vẫn đi như thế. Bác Long cũng nhiều tuổi rồi. Thì chắc là ông cứ đi, lúc thì đi Mường Khương, lúc đi Bắc Hà, lúc ông lên núi, lúc ông lại đi xuống Tà Phìn thì chắc là ông ấy tìm hiểu là viết về những dưới thôi. Chứ cũng không ai ngờ là ông ấy viết về tôi và cái câu chuyện về trong cái chuyện của Đài Khí tượng Sapa cả. Khi mà biết được là có cái tác phẩm đấy thì bác có bất ngờ hay không ạ? Khi biết được thì lúc đó thì chúng tôi thấy là cũng rất là phấn khởi, là một cái sự động viên lớn. Nhưng mà rồi là anh em chúng tôi là ít khi mà được có những cái va chạm mà những cái hiểu biết như thế đó. Lúc đó nó không như bây giờ. Nếu mà viết lên như thế thì sợ là viết cho người khác nghe thì mình cũng thấy hơi ngại ngùng. Đấy, nói thật là như thế. Nhưng rồi lại được bác Nguyễn Thành Long là gửi cho cái tác phẩm Lặng lẽ Sapa là qua cái in trong cái tác phẩm mới ấy, thì là mang ra đài chúng tôi cùng đọc lên cùng nghe. Có thể hình dung ra được là cái thời điểm đấy khi mà mọi người đọc tác phẩm Lặng lẽ Sapa, mọi người rất là vui mừng và cháu cũng nghĩ được là ngoài cái việc mà chúng ta được đọc cái tác phẩm mà nói về chính cái nghề nghiệp của chúng ta, thấy được những cái công việc hàng ngày của chúng ta được đưa lên thành những tác phẩm văn chương như thế, cũng cảm nhận được phần nào cái công việc của mình đang được mọi người ghi nhận và trân trọng nó, đúng không ạ? Thưa bác, là trong cái quãng thời gian bác làm ở trạm khí tượng Hoàng Liên Sơn ấy, thì chắc chắn sẽ phải có những lúc mà bác phải trực ở trong những cái ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, đúng không ạ? Cái thời điểm đấy khi tất cả mọi người được trở về đoàn tụ với gia đình, còn bác thì ở lại trực, thì bác có thể chia sẻ lại một chút những cái cảm xúc cũng như là cái quãng thời gian đấy nó như thế nào không ạ? Cái đó là cũng có cái lúc ngày Tết, ngày lễ thì mình phải làm ở trên ý. Những có lúc thì là ở đài vật lý địa cầu Sapa bố trí người lên
làm cùng với mình hoặc là làm thay mình để cho mình được nghỉ về nhà, để là cũng là động viên mình cho mình làm ở đấy lâu năm hơn. Nhưng cũng có những cái năm Tết là chỉ có ăn Tết ấy một mình thôi, thì cũng được cơ quan là tổ chức rất là đầy đủ, cho người đưa lên rất là chu đáo, cũng có hoa rồi có bánh trái rồi có cả rượu. Nhưng mà phải nói là bây giờ thì việc đi lại thì nó dễ dàng rồi, nhưng lúc đó ấy, đi thì là không có xe thì có lúc phải đi bộ lên, thế là anh em phải mang bộ đến cho mình đấy. Nhưng mà với cái tính chất về công việc và yêu cầu của công tác thì anh nào được cử đi thì là cũng vẫn vui vẻ. Thế thì là mang lên thì là coi như là mình cũng có đầy đủ cả, đã động viên được kịp thời. Vâng. Những cái kỷ niệm mà có lẽ là sau này nếu mà còn nhắc lại với lại mọi người, với con cháu của mình thì chắc chắn cũng sẽ là cái quãng thời gian mà chúng ta khó quên, đúng không ạ? Vâng. Bác ơi, trong cái quá trình mà bác công tác ở đấy thì có cái kỷ niệm nào mà bác nhớ nhất không ạ? Cái kỷ niệm nhớ nhất là những lúc mình đi làm vào những cái buổi sáng sớm hay là những đêm khuya, như là 1 giờ đêm chẳng hạn, những cái lúc mưa rét hoặc là mùa đông thì có tuyết rơi. Rồi là những ngày Tết, ngày lễ thì người ta được nghỉ, mình vẫn đi làm. Đấy là những cái kỷ niệm ở đấy mà mình sẽ nhớ mãi. Tức là cái lúc mà nhẽ ra mưa gió bão tuyết mọi người ở trong nhà thì thậm chí là mình vẫn cứ phải đi ra ngoài, mình đi làm và mình đi đọc những cái kết quả kịp thời này, đúng không ạ? Để mình chuyển về dưới Hà Nội, đúng không ạ? Nếu mà nói về những cái kỷ niệm thì chúng tôi thấy là nó cũng cứ ngày ngày đi làm như thế nó cũng bình thường, nhưng mà nhất là những lúc mưa rét ấy, trời mà mưa tuyết nhiều ấy, thì mình đi làm thì nó cũng rét, thế là buốt. Có khi mình đi làm ca là phải dùng cả tay mà gần như là bò lên trên cao ấy để mà làm, để lấy số liệu, nhưng mình vẫn phải đi đấy, vẫn phải khắc phục. Chúng tôi có mặt ở nhà ông Nguyễn Văn Ngọ vào một buổi chiều mưa trong tiết trời se lạnh của Sapa. Đón chúng tôi trong căn nhà đơn sơ, giản dị như chính con người ông. Anh thanh niên ngày nào giờ đây tóc đã bạc, da đã đổi mồi, nhưng ánh mắt ông vẫn sáng ngời khi kể cho chúng tôi nghe về những ngày còn công tác trên trạm khí tượng Hoàng Liên Sơn. Lặng lẽ Sapa là một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của nhà văn Nguyễn Thành Long, được sáng tác năm 1970 trong chuyến đi thực tế ở Lào Cai của tác giả. Đây là câu chuyện về cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ giữa ông họa sĩ, một cô kỹ sư với anh thanh niên 27 tuổi làm công tác khí tượng kiêm vật lý địa cầu ở một mình trên đỉnh núi cao của vùng đất Sapa. Qua những chuyện kể thực tế của anh thanh niên Nguyễn Văn Ngọ về công việc của ông và các đồng nghiệp trên trạm khí tượng, nhà văn Nguyễn Thành Long đã xây dựng thành công hình tượng các nhân vật từ chính những nguyên mẫu đó để kể cho khán giả nghe câu chuyện về những con người đang ngày đêm thầm lặng cống hiến cho quê hương, đất nước. Trước khi mà bác quyết định đi học khí tượng, bác có biết gì về cái ngành này không, cái nghề này không? Trước khi đi làm khí tượng thì tôi cũng chỉ được xem qua thôi. Tức là cái ngày mà khánh thành đài vật lý địa cầu Sapa thì là có Phó Thủ tướng Phan Kết Toại cùng với đại sứ của Ba Lan lên cắt băng khánh thành, và Đài Tiếng Nói Việt Nam có lên tổ chức văn nghệ rất là vui, viết tin và giới thiệu các cái máy móc ấy. Thì chúng tôi là học sinh thì thích lắm, nhất là những cái quả bóng bay thả ra bay trên trời hoặc những cái quả bóng thám không ấy, hàng ngày của các anh chị thả lên trên trời để dự báo về thời tiết, đưa về trung tâm khí tượng của Trung ương. Thì như thế là cái lớp học sinh không những tôi mà ai cũng mê về cái khoa học, được xem đấy và được xem đấy nhiều máy móc, chúng tôi rất là thích. Và từ đó có lẽ là nó đã có một cái khởi đầu cho cái quyết định của mình sau này khi mà mình đi học về khí tượng, đúng không ạ? Thưa bác, là khi mà mình bắt đầu về công tác ở trạm khí tượng Sapa, thực ra nếu mà bắt đầu về ngành rồi thì chúng ta thấy được là hàng ngày cái công việc ở đấy thì nó bao gồm những cái gì, bác có nhớ không ạ? Những việc gì mà bác phải làm trong cái thời điểm đấy ạ? Nếu mà công tác thì hàng ngày thì là đa số là cái thời gian ấy mình làm theo nó đúng giờ đi ốp này. Thế còn mình sẽ ghi chép lại vì đã có máy, nó tự ghi cả.
Thế rồi mình ra đấy mình ghi lại rồi mình quan sát. Vậy. Lúc đấy ở trên trạm là có bao nhiêu anh em công tác ở đấy ạ? Và mỗi một cái cao ốp như thế thì có bao nhiêu người kỹ sư sẽ cùng trực với nhau ạ? Lúc đó nếu mà nói về trạm khí tượng ấy thì là ở Sapa thì nó có một tổ cũng đông. Nhưng mà nếu mà công tác ở trên trạm Hoàng Liên Sơn ấy thì là nó chỉ có thường xuyên là một người thôi. Vâng. Giống như tác phẩm mà chúng ta được... Vâng, đúng là như thế. Vâng. Thưa bác, là với những cái gì mà cháu được quan sát và được tìm hiểu thì cháu được biết là cái công việc hàng ngày của những kỹ sư ngành khí tượng ở trên các cái trạm như thế thì thường là nó cứ lặp đi lặp lại, mình ra đo đạc, mình lấy các cái số liệu để mình chuyển về dưới Tổng cục Khí tượng Thủy văn Quốc gia, và tưởng chừng như là nó khá là đơn điệu và nó đơn giản quá. Thế nhưng mà đây lại là một cái công việc vô cùng quan trọng. Và bác thấy sao về cái điều này ạ? Có đúng không ạ? Những việc mà nếu mà làm về là tôi chỉ là quan trắc viên thôi, học về trường trung cấp khí tượng. Còn các anh chị kỹ sư hoặc là cử nhân thì là làm về công tác nghiên cứu khoa học. Vì thì là các anh ấy ở cái đài vật lý địa cầu Sapa thì làm nó có rất nhiều môn. Còn những quan trắc viên của chúng tôi là cán bộ trung cấp thì là ngày đêm là chỉ có lấy số liệu về khí tượng. Vâng, thì nó lại việc công việc nó đơn giản hơn của các anh, tức là mình phải làm sao là đúng giờ, sáng là phải đúng giờ, là phải làm 7 giờ rồi để đêm là 1 giờ cũng phải có mặt. Vâng, ở cái chỗ ngoài trời đấy. Vâng. À, nếu như mà nói về cái chuyện là cái kết quả của cái công việc của mình ở trạm khí tượng ấy, đấy là mình đưa được những cái thông tin thời tiết kịp thời và đúng lúc về cho bà con, thì bác thấy cái điều này là có ý nghĩa không ạ? Cái đó thì là nó có rất là ý nghĩa. Như thế là khi mà chúng tôi học ấy thì như đấy là nói là các anh, các chị hoạt động ở bên công nhân Hà Bắc ấy, nếu mà dự báo đúng được một lần mưa ấy, thì đã làm lợi cho làn nước rất nhiều. Trong cái lúc mà còn phải phơi những cái phân đạm ấy ra nắng để cho nó khô đi mà lại gặp mưa, đấy là chúng tôi nghe nói chuyện thôi. Mà gặp mưa ấy mà không ấy thì nó sẽ thiệt hại rất nhiều. Nếu mà làm mình dự báo được đúng ấy thì bên nhà máy phân đạm Bắc Giang là họ gọi điện sang, họ cảm ơn và họ khen thưởng. Đấy, rõ ràng là chúng ta không nhìn thấy ngay bên cạnh thế thôi, nhưng mà nếu mà mở rộng ra thì chúng ta có thể thấy được là những cái dự báo đấy nó rất là quan trọng. Không chỉ ở ngày xưa đâu ạ, mà ngay thời điểm bây giờ thì những cái dự báo về thời tiết, những cái sự thay đổi đấy cũng vẫn luôn là những điều mà người dân quan tâm. Và khi mà được thông báo kịp thời thì nó luôn luôn sẽ mang lại được những cái sự chuẩn bị kịp thời để cho người dân ứng phó với cái sự thay đổi thời tiết đấy, đúng không ạ? Chúng ta có thấy cái ý nghĩa của cái công việc của mình thời điểm đấy là như thế nào không ạ? Vì lúc ấy là mình còn trẻ thì theo cái sự phân công của ngành khí tượng cũng như là yêu cầu công tác lúc đó là tất cả là dồn vào cái công tác là vì Tổ quốc. Người thì ra mặt trận, người nào ở hậu phương thì phải làm tốt nhiệm vụ của mình để đóng góp vào cái sự nghiệp chống Mỹ cứu nước ấy, thì là đã là thanh niên thì chúng tôi là ai cũng làm giống như nhau cả. Vậy. Là cũng sẵn sàng lên đường vì Tổ quốc dù ở mặt trận nào, đúng không ạ? Vâng, vâng, thưa bác, là khi mà nhắc đến những kỹ sư ở khí tượng, mà nhất là khi mà ở trên những cái trạm cao như là ở trên Sapa, như là ở dãy Hoàng Liên Sơn mà các bác đã từng trải qua, người ta gọi đấy là những kỹ sư canh trời. Bác có thấy điều này có một cái gì đấy nó đúng hay không? Nó có hơi hướng đúng với lại cái những gì mà mình đã từng trải qua hay không? Cũng đấy là cũng là một cái điều mà làm cho chúng tôi thấy rất là vinh dự. Những người làm công tác khí tượng hồi đó lại còn có cả cái huy hiệu riêng của mình. Thế là hàng ngày đeo vào nó để đi làm việc thì chúng tôi thấy là cũng rất là phấn khởi. Nó cũng động viên mình rất nhiều. Thế thì, và nếu mà nói cái tác dụng thì chúng tôi còn nghe là nói chuyện là có những cái anh phi công mà còn lợi dụng những cái đám mây mà mình sẽ cho máy bay là đi ẩn ở trong đó để khi mà cần thiết thì bay vào để bắn rơi máy bay địch. Đấy là nó là cũng là công tác về dự báo thời tiết, nó cũng rất quan trọng. Nó cũng làm cho mình cái ý thức hơn, làm việc nó tốt hơn. Vâng, xin cảm ơn bác với những chia sẻ ngày hôm nay, và cũng xin chúc cho bác có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục có những chia sẻ, những cuộc gặp gỡ rất là thú vị như ngày hôm nay của chúng cháu ạ. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn bác ạ.
Vâng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa có một cuộc gặp gỡ khá là thú vị với bác Nguyễn Văn Ngọ, là nguyên mẫu trong tác phẩm Lặng lẽ Sapa của nhà văn Nguyễn Thành Long. Và hy vọng là chúng ta đã có một quãng thời gian thư giãn khi được trò chuyện cùng với bác Nguyễn Văn Ngọ. Còn đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Oh,